Chào các em, chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hòa cùng những rung động của cảm xúc thông qua bài 10, lắng nghe trái tim mình với thể loại thơ. Trong bài 10, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tri thức ngữ văn, thể loại thơ. Thứ hai, thực hành tiếng Việt, ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Thứ ba, viết bài văn biểu cảm về con người. Và thứ tư, nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần tri thức ngữ văn với thể loại thơ. Thơ được sáng tác nhằm bộc lộ tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước những khoảnh khắc của đời sống. Đọc thơ trước hết là tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ những tình cảm, cảm xúc ấy qua ngôn ngữ thơ. Ngôn ngữ thơ có khả năng truyền cảm, lan tỏa tình cảm, cảm xúc nhờ được tổ chức một cách đặc biệt, độc đáo, thể hiện qua những cái đặc điểm của thơ sau đây: có hình ảnh đặc sắc, có cách dùng từ ngữ, có vần, nhịp và các biện pháp tu từ, vân vân. Những đặc điểm trong thơ được thể hiện qua khổ thơ trong bài Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Lưng mẹ còng rồi, cau thì vẫn thẳng, cau ngọn xanh rờn, mẹ đầu bạc trắng. Thể thơ được sử dụng ở đây đó là thể thơ bốn chữ với hình ảnh thân thuộc gần gũi, đó là lưng mẹ, tóc mẹ và hàng cau. Vần chân được sử dụng thẳng, trắng, nhịp 2-2-1-4, gợi nên sự khắc khoải khôn nguôi trong tình cảm của người con. Biện pháp tu từ kết hợp giữa ẩn dụ và đối lập cho thấy hình ảnh cau và mẹ được sử dụng như một ẩn dụ để cho thấy được cái sự bền bỉ của thiên nhiên và sự già đi của con người. Cau ở đây có thể tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và bất biến, còn mẹ tượng trưng cho sự hao mòn già yếu của con người. Qua đó làm sinh động và giàu hình ảnh thơ, gợi lên cái cảm xúc mạnh mẽ về sự thay đổi của thời gian và tình cảm đối với người mẹ. Để rồi tác giả bộc lộ cái cảm xúc yêu thương, biết ơn và trân trọng mẹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai của bài 10, đó là phần thực hành tiếng Việt, ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm ngữ cảnh. Ngữ cảnh của một từ là những yếu tố ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ xung quanh nó. Như vậy, ngữ cảnh có thể là một tình huống, một đoạn văn, một câu, một cụm từ và cũng có thể là một từ. Ngữ cảnh có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn từ ngữ khi viết hoặc nói và hiểu nghĩa của từ khi đọc hoặc nghe. Sau khi tìm hiểu khái niệm về ngữ cảnh, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ trong ngữ cảnh ở phần 2. Trong mỗi ngữ cảnh, từ thể hiện khả năng kết hợp với các yếu tố khác, qua đó bộc lộ một nghĩa xác định nào đó. Khi gặp một từ không biết nghĩa, có thể dựa vào ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ. Ví dụ, nhờ vào những phát minh vĩ đại như máy hơi nước, điện, tivi, máy vi tính mà chúng ta có được cuộc sống tiện nghi, thoải mái. Đầu tiên, để xác định được nghĩa của từ phát minh, chúng ta chỉ cần căn cứ vào một số ví dụ cụ thể như máy hơi nước, điện, tivi, máy vi tính là chúng ta có thể giải thích được. Thứ hai, khi xác định nghĩa của từ, cần phải lưu ý xem trong ngữ cảnh này từ có được dùng với nghĩa thông thường là những nghĩa có trong từ điển hay không, hay là được dùng với nghĩa khác. Chẳng hạn trong câu sau, dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông. Trong câu này, từ lửa không được dùng với nghĩa thông thường ghi trong từ điển mà dùng để chỉ màu đỏ như lửa của hoa lựu. Mỗi ngữ cảnh khác nhau có thể tạo ra nghĩa khác nhau của từ ngữ. Việc sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh rất quan trọng để câu văn có ý nghĩa. Vì thế, khi giao tiếp hoặc khi viết bài, các em cần phải cân nhắc khi lựa chọn từ ngữ sao cho thích hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang nội dung thứ 3 của bài 10, đó là phần viết. Viết bài văn biểu cảm về con người. Ở bài 4, quà tặng của thiên nhiên, các em đã được học cách viết kiểu bài biểu cảm và thực hành viết bài văn biểu cảm về con người và sự việc. Ở bài học này, các em sẽ vận dụng kỹ năng đã có để thực hành viết bài văn biểu cảm về con người. Tương tự như cái nội dung ở bài 4 mà các em đã học, thì chúng ta cũng sẽ có quy trình viết sau đây. Bước 1, chuẩn bị trước khi viết, các em phải xác định được đề tài và thu thập tư liệu. Bước 2, tìm ý và lập dàn ý. Dàn ý của chúng ta phải đảm bảo 3 phần. Mở bài phải giới thiệu được nhân vật và biểu lộ được cái cảm xúc sâu sắc của người viết dành cho nhân vật. Thân bài lần lượt biểu lộ những tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thực của người viết thông qua việc kể, tả lại các kỷ niệm cảm động đáng nhớ về nhân vật. Với mỗi cảm xúc cần có lý giải nguyên nhân khiến cho em có tình cảm, cảm xúc đó. 3.
kết bài, khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật và rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân. Ở đây các em cũng có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Bước 3, chúng ta sẽ tiến hành viết bài. Và bước 4, sau khi viết bài xong, chúng ta sẽ xem lại chỉnh sửa rút kinh nghiệm dựa theo bảng kiểm sách giáo khoa trang 110. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nội dung cuối cùng của bài 10, đó là nói và nghe, trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Trước khi nói, em hãy xác định mục đích nói là gì, người nghe có thể là ai. Với mục đích và người nghe đó, em sẽ lựa chọn nội dung và cách nói như thế nào. Bởi vì, trong bài này, các em sẽ tiếp tục luyện tập cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống với những cái lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, cách bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe. Đây là nội dung đã học trong bài 6, Hành trình tri thức. Chủ đề trong bài này của chúng ta đó là ý nghĩa của tình bạn. Đầu tiên, các em phải xác định cho cô đề tài, thời gian và không gian nói. Sau đó, chúng ta sẽ đi đến việc tìm ý và lập dàn ý. Để tìm ý cho bài trình bày, các em có thể trả lời những câu hỏi sau đây. Tình bạn là gì? Tình bạn có những biểu hiện như thế nào? Tình bạn có vai trò gì đối với chúng ta? Và làm thế nào để chúng ta gìn giữ vun đắp một tình bạn đẹp? Bước 3, chúng ta hãy luyện tập và trình bày. Chúng ta xem lại hướng dẫn ở bài 6 về cách mở đầu, kết thúc, cách lựa chọn từ ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ để chúng ta luyện tập và trình bày. Nhớ, tăng sự tương tác của người nghe bằng cách nhìn vào mắt người nghe khi nói và chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi cho người nghe. Bước 4, chúng ta sẽ tiến hành trao đổi và đánh giá. Chúng ta sẽ trao đổi dựa trên cái hướng dẫn ở bài 6 và sử dụng bảng kiểm trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống để đánh giá cách trình bày của mình và góp ý cho bài trình bày của bạn. Sau khi tìm hiểu xong kiến thức của bài 10, chúng ta hãy đi vào phần cuối cùng đó là ôn tập. Các em hãy đọc văn bản sau. Cha tôi, cả đời lo lắng cho con, tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau. Ngày xưa mưa nắng dãi dầu, gian nan cơ cực cha đâu nản lòng. Củ khoai, củ sắn trên đồng, chắc chiêu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con. Cha mong bữa đói không còn, để con no bụng ngủ ngon giấc nồng. Tóc cha mây trắng phủ răng, con mong cha mãi an lành bên con. Đáp đền dưỡng dục công ơn, mong cha vui khỏe nhiều hơn con mừng. Của Đặng Minh Mai. Chúng ta vừa đọc xong văn bản mà cô đã cho. Bây giờ các em hãy thực hiện các yêu cầu sau đây. Câu 1. Văn bản trên thuộc thể thơ nào? A. Thể thơ tự do. B. Thể thơ 4 chữ. C. Thể thơ 5 chữ. D. Thể thơ lục bát. Nhìn vào số câu, số chữ chúng ta có thể chọn A. Thể thơ tự do. Câu 2. Vần được gieo trong khổ thứ 2 của bài thơ là vần gì? A. Vần chân. B. Vần lưng. C. Không gieo vần. D. Vần chân và vần lưng. Chúng ta có thể chọn đáp án D. Vần chân và vần lưng. Câu 3. Nội dung chính của văn bản trên là gì? A. Tình cảm sâu sắc của con đối với mẹ. B. Tình cảm sâu sắc của con đối với cha. C. Tuổi thơ của tác giả bên mẹ. D. Tuổi thơ của tác giả bên cha. Dựa vào bài thơ chúng ta đã đọc cùng với nhan đề, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Tình cảm sâu sắc của con đối với cha. Câu 4. Tóc cha mây trắng phủ răng. Biện pháp tu từ nào xuất hiện trong câu thơ trên? A. So sánh. B. Nhân hóa. C. Ẩn dụ. D. Điệp ngữ. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Ẩn dụ. So sánh ngầm tóc cha và mây trắng. Câu 5. Những hình ảnh như lưng khòm, chân đau, chắc chiêu nhặt nhạnh thể hiện điều gì? A. Thể hiện sự nghèo khó của cha. B. Thể hiện công việc hàng ngày của cha. C. Thể hiện nỗi buồn của cha. D. Thể hiện sự hy sinh vất vả của cha. Chúng ta thấy được đây là đáp án D. Thể hiện được cái sự hy sinh vất vả của cha để nuôi con lớn khôn. Câu 6. Từ mây trắng có nghĩa gì trong ngữ cảnh của câu tóc cha mây trắng phủ răng? A. Mây trắng bay trên đỉnh đầu của cha. B. Cha đi làm vất vả ngoài trời mây trắng bay. C. Tóc cha bạc trắng như mây vì vất vả. D. Lòng cha an yên như làn mây trắng. Chúng ta có thể chọn được đáp án C. Câu 7. Bài thơ trên gửi gắm thông điệp gì cho người đọc? Người ta kể về những cái vất vả, những cái hy sinh của cha và mong ước cha luôn an lành. Qua đó ta thấy được bài thơ gửi gắm thông điệp mỗi đứa con phải trân trọng và biết ơn đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha, từ đó phải hiếu thảo với cha của mình.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý quan tâm và theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.